Bây giờ vừa mới đi gọi vía ông về. Bây giờ đang gọi là lấy cơm, rượu để mời ông. Bây giờ con là đón được ông về rồi nhé. Các bạn thấy không? Khi mà đón được ông về, cái không khí nó lại giống như cái ngày tổ chức tang lễ chính ấy. Không khí ảm đạm. Vẫn giống như ngày chính các bạn nhé. Và sau khi tôi với lại mấy anh em chú cháu là đi gọi vía về ấy, thì là về đến đây thì hình như là cái món thịt chó với thịt gà là mọi người đã dùng xong hết rồi, bởi vì cái món này là ăn là không được để ở, không được mang vào trong nhà ăn mà phải ăn ở ngoài này. Bây giờ chỉ còn hình như còn chút tàn dư lại đây, các bạn nhìn thấy có bát canh này, đấy, mắm muối này, chén này, ở trên này hình như đây cái nồi còn nguyên đây, hết tay rồi các bạn, đến nước rồi không còn, không còn một cái gì luôn đấy. Hai anh em tôi đi cùng chỗ chú, hai chú đi gọi vía xong rồi đi ốp cái ảnh về là không còn gì. Và hiện tại thì bây giờ là mọi người đang chuẩn bị bắt lợn nhé. Chúng ta cùng đi xem mọi người bắt lợn. Vẫn còn 3 con cả. 3 con 40-50 cân đấy nhỉ. Trời 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 trời. Bây giờ thì là đi làm đó. Làm lắm đó. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị để là đục giấy các bạn nhé. Tức là cái dòng họ tôi ấy, là thường thường là sẽ đục để một lúc khi mà đục thành hình rồi ấy.
thì là các bạn sẽ biết tất cả những ví dụ như là khách ở bên ngoài họ đến, họ đến tức là tham dự cái 12 ngày này thì là mỗi người sẽ mang một tệp giấy đến, và bây giờ sẽ được ra, và sẽ một lúc nữa sẽ khi mà chuẩn bị tiết ông về là sẽ hóa xong mang đi nhé. Sau một hồi đục đẽo thì đây là thành phẩm. Lợn nó được làm sạch. Chả yếu to mà. Có cho luôn, có cho vỏ này tí chua. Cho cho cái tự lạnh. Đấy, ăn cho một ua dìu tút theo. Lợn nó được làm sạch các bạn nhé. Đây, nòng ra nòng, phèo ra phèo, gan ra gan. Mà giờ sẽ được chuyển xuống dưới nhà để lên món. Mang đi rửa đã. Lấy. Thế lợn này không dừa ăn luôn à? Long tua.